Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Laptop Đức Việt và mình là Thanh Hải. Trên tay mình đây là 3 mẫu laptop Dell Latitude E5570, Dell Inspiron 3511 và Dell Inspiron 5415. Đây đều là một trong 3 mẫu laptop Ultrabook rất là mỏng nhẹ với các tiêu chí như là chip tích điện, ngoài ra có một khả năng làm việc hiệu quả để chúng ta có một năm 2022 thực sự bùng nổ cho công việc. Vậy chúng nó có những gì xứng đáng với mức giá tiền để chúng ta bỏ ra và dịch về nhà? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Let's go! Rồi, ứng cử viên đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc Dell Latitude E5570. Đây là một trong những mẫu laptop mà mình đánh giá rằng là cái giá trị sử dụng dựa trên giá trị đồng tiền của nó mang lại rất là hợp lý. Với mức giá thành chỉ khoảng 10 triệu đồng, chúng ta đã có cho mình một con chip i5-6200U, RAM 8, ổ cứng SSD 256GB và một màn hình Full HD. Đây là một cái mức cấu hình rất là tốt để chúng ta có thể sử dụng văn phòng, đặc biệt là với các thầy cô giáo. Khi chúng ta có một cái chiếc máy tiết kiệm điện năng có thời lượng sử dụng pin lên đến là 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Ngoài ra nữa thì chất lượng hoàn thiện của nó rất là tốt. Với cái mức cấu hình i5-6200U, chúng ta có thể xử lý mượt mà với các tác vụ văn phòng cơ bản như là Word, Excel, thậm chí chúng ta mở nhiều tab pop-up lên thì chiếc máy này vẫn đáp ứng nhu cầu của chúng ta rất là tốt. Với các mức cấu hình của chiếc máy này thì i5-6200U vẫn chưa thỏa mãn các bạn, thì chúng ta có thể sử dụng lên con chip HQ với hiệu năng mạnh mẽ hơn và một cái card đồ họa rời đến từ nhà AMD 4GB RAM thì giúp chúng ta có thể chơi game, chỉnh sửa ảnh hay là làm các phần mềm 3D rất là hợp lý các bạn nhé. Về khả năng nâng cấp của chiếc máy này có khả năng nâng cấp RAM tối đa lên đến là 32GB RAM và chúng ta có thể nâng cấp lên 2 ổ cứng. Thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn rất là tốt để chúng ta ăn chắc mặc bền, sử dụng lâu dài đến 4 đến 5 năm nữa vẫn không hề xin nhê gì cả. Rồi, ứng cử viên thứ hai đó chính là chiếc Dell Inspiron 153511. Phiên bản trên tay mình đây được sử dụng đó chính là con chip i5-1035G1. Đây là phiên bản năm 2020 và nó đã có phiên bản năm 2021 rồi, nhưng mà phiên bản 2020 của chúng tớ vẫn có hàng mới các bạn nhé. Giá thành của nó rất là rẻ, chỉ hơn 15 triệu đồng thôi các bạn ạ. Chúng ta đã có cho mình một con chip đó chính là 1035G1, RAM 8, ổ cứng 512GB và một màn hình 15.6 inch Full HD. Ưu điểm của chiếc máy này đó chính là về khả năng hoàn thiện của chiếc máy, được sử dụng cho mình bằng nhựa thôi nhưng mà Dell vẫn đem lại cho mình một cái chất lượng hoàn thiện rất là tốt. Cấu hình vẫn rất là ổn, không quá cũ để chúng ta có thể sử dụng văn phòng mượt mà. Ngoài ra các bạn vẫn có thể chơi game ở trên chiếc máy này, tự game đơn giản nhẹ nhàng thôi nhé. Và đặc biệt nữa, đây là một chiếc máy màn hình 15.6 inch đầy đủ hàng phim số và phim chữ, chapa to, màn hình 15.6 inch Full HD, chất lượng hiển thị tốt với độ phủ màu sắc lên đến là hơn 56% SRGB và độ sáng lên đến là hơn 250 nits, khả năng nâng cấp lâu dài và rất là mỏng nhẹ, thiết kế thời trang, thì đây sẽ là một trong những điểm mạnh lớn nhất của Dell Inspiron 153511. Và siêu phẩm cuối cùng mà bọn mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là chiếc Dell Inspiron 145415. Với mức giá thành chỉ khoảng là dưới 18 triệu đồng, chúng ta đã có cho mình một chiếc laptop Ultrabook rất là mỏng nhẹ, thiết kế thời trang. Các bạn có thể thấy rằng là vỏ chiếc máy này được hoàn thiện cho mình bằng hợp kim nhôm, sờ vào rất là mát tay và cân nặng của chiếc máy này chỉ có cân nặng khoảng là hơn 1,5kg một chút thôi các bạn nhé, rất là phù hợp với các bạn con gái. Về tổng thể thiết kế của chiếc máy này thì đây là một chiếc máy thiết kế mỏng nhẹ, màn hình 14 inch viền rất là mỏng. Đặc biệt nữa là máy có nhiều cổng kết nối để chúng ta có thể kết nối với các thiết bị trên thị trường. Và bàn phím, đây là một cái bàn phím đánh rất là sướng, touchpad to, rất là nhạy. Và ưu điểm lớn nhất của chiếc máy này đó chính là về một con chip Ryzen 5 5500U 6x12 luồng, rất là phù hợp với các bạn làm multimedia. Các bạn cần một chiếc laptop sử dụng cho mình hệ điều hành Windows, có thể chỉnh sửa video 4K mượt mà. Và đặc biệt cái máy này có thể chơi game rất là tốt các bạn nhé. Về khả năng nâng cấp của chiếc máy này thì RAM của chiếc máy đã trang bị cho mình RAM tối thiểu là 8GB RAM. Ngoài ra các bạn có thể nâng cấp lên đến là 16GB RAM. Và ổ cứng của chiếc máy này đang được sử dụng ổ cứng là 256GB SSD, giúp chúng ta có thể truy xuất dữ liệu một cách nhanh hơn. Và vừa rồi là 3 mẫu máy hot nhất mà Laptop Đức Việt đã giới thiệu cho các bạn. Nếu các bạn muốn những chiếc máy mới ra thành tốt hơn thì đừng quên comment dưới phần bình luận, bọn mình sẽ giải đáp chi tiết thắc mắc của các bạn nhé. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.